Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo châu Âu không được đi theo Mỹ hoặc Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan, tránh vướng vào những cuộc khủng hoảng không phải của mình. Trong bài phỏng vấn được đăng tải ngày 9 tháng 4, ông Macron nói, điều tồi tệ nhất là nghĩ rằng người châu Âu chúng ta phải theo và tự thích nghi với nhịp điệu của Mỹ và phản ứng thái quá của Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, bình luận mới của ông Macron có nguy cơ chọc giận Washington. Giới quan sát cũng cho rằng, tuyên bố của Tổng thống Pháp làm nổi bật sự chia rẽ trong Liên minh châu Âu-EU về cách tiếp cận Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh đối đầu với cường quốc châu Á này và Bắc Kinh đang xích lại gần Nga hơn. Nhắc lại lý tưởng của mình về quyền tự chủ chiến lược của EU, nhà lãnh đạo Pháp nói châu Âu phải làm rõ quan điểm của mình trùng khớp với Mỹ ở điểm nào. Ông Macron nhấn mạnh, nhưng cho dù đó là về Ukraine, quan hệ với Trung Quốc hay lệnh trừng phạt, chúng ta đều có một chiến lược của châu Âu. Ngoài ra ông nhấn mạnh, châu Âu không muốn đi vào lối tư duy khối này đối đầu với khối kia, đồng thời cho rằng họ không nên bị cuốn vào tình trạng rối loạn của thế giới và những cuộc khủng hoảng không phải của mình. Trước nay, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất. Tức giận trước cuộc gặp của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vào tuần trước, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh hòn đảo này từ ngày 8 tháng 3. Cuộc tập trận diễn ra ngay sau khi ông Macron khởi hành về Pháp. Theo AFP, ông Macron đã thảo luận về vấn đề Đài Loan với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 7 tháng 4. Văn phòng Điện Élysée của ông cho biết các cuộc đàm phán diễn ra dày đặc và thẳng thắn, cũng như Tổng thống Pháp lo ngại về căng thẳng gia tăng trong khu vực có thể dẫn đến một sự cố khủng khiếp. Ông Macron cho rằng đảo Đài Loan chỉ là một khu vực có nguy cơ tăng tốc căng thẳng bùng phát giữa Trung Quốc và Mỹ. Theo Tổng thống Pháp, nếu cuộc đối đầu leo thang quá nhanh, người châu Âu sẽ không có thời gian hoặc nguồn lực để tài trợ cho quyền tự chủ chiến lược của chúng tôi và sẽ trở thành chư hầu, trong khi chúng tôi có thể xây dựng một cực thứ ba nếu có thêm vài năm. Sự nổi lên của châu Âu với tư cách là một bên tham gia địa chiến lược độc lập đã là mục tiêu của ông Macron trong nhiều năm. Mục tiêu này phù hợp với truyền thống có từ thời cố Tổng thống Charles de Gaulle, người coi Pháp là một cường quốc cân bằng giữa các khối trong chiến tranh lạnh. Trong động thái được cho là trừng phạt đối với Đài Loan và đồng minh Mỹ, sau khi bà Thái Anh Văn quá cảnh, đồng thời tiếp xúc với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7 tháng 4 cho biết việc trông đợi Bắc Kinh thỏa hiệp về Đài Loan là điều hão huyền. Tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đưa ra trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi bà có chuyến thăm đến Bắc Kinh hôm 7 tháng 6. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho hay, Đài Loan là vấn đề mang tính cốt lõi trong các lợi ích của Trung Quốc. Chính phủ và người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ đồng ý với việc ai đó thổi phồng về vấn đề của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình nói thêm, việc mong đợi Trung Quốc thỏa hiệp về vấn đề Đài Loan là điều hão huyền và bất kỳ ai làm như vậy sẽ chỉ tự bắn vào chân mình. Trước khi rời Los Angeles hôm 6 tháng 4, lần đầu tiên lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trực tiếp đề cập đến Trung Quốc trong chuyến thăm Mỹ. Bà nói rằng, Bắc Kinh không nên phản ứng thái quá với cuộc gặp của bà với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vì các cuộc gặp mặt trực tiếp giúp thúc đẩy hòa bình khu vực. Hôm 5 tháng 4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, quan chức cấp cao thứ ba trong hệ thống phân cấp lãnh đạo tại Mỹ và nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đã gặp bà Thái Anh Văn tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở thung lũng Simi, California. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Đài Loan và Chủ tịch Hạ viện Mỹ trên lãnh thổ Mỹ. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy cho biết hai bên đã thảo luận biện pháp tăng tốc chuyển giao vũ khí Mỹ cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối gay gắt và mạnh mẽ cuộc gặp vừa qua giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ và nhà lãnh đạo đảo Đài Loan. Trung Quốc nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp kiên quyết đáp trả nếu bà Thái Anh Văn gặp ông McCarthy. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định quân đội nước này luôn trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm được giao. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ tôn trọng những cam kết chính trị với Trung Quốc về vấn đề đảo Đài Loan. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ 20 chiến hạm Trung Quốc và Đài Loan đang đối đầu nhau trên đường trung tuyến giả định eo biển Đài Loan. Trong số này có 10 tàu Trung Quốc và 10 tàu Đài Loan. Nguồn tin của Reuters không tiết lộ cụ thể chủng loại các chiến hạm này là gì. Ngày 9 tháng 4 đánh dấu ngày thứ hai Trung Quốc phát động cuộc tập trận mang tên Liên hợp lợi kiếm.
Động thái nhằm đáp trả lại cuộc gặp tại Los Angeles, Mỹ giữa nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và nhóm nghị sĩ Mỹ do Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy dẫn đầu. Theo truyền thông Trung Quốc, Hải quân nước này đã huy động các tàu thuộc lớp khu trục hạm Thai 052C, tàu tên lửa Thai 22 và khinh hạm Thai 054A cho cuộc tập trận. Trung Quốc cũng đưa nhóm tác chiến tàu sân bay đến gần đảo Đài Loan. Các tàu chiến và máy bay chống ngầm đã phối hợp tập trận chống tàu ngầm ở vùng biển gần đảo Đài Loan. Ngày 8 tháng 4, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã bắt đầu một cuộc tập trận mới kéo dài 3 ngày, từ 8 tháng 4 đến 10 tháng 4 quanh đảo Đài Loan mang tên Liên hợp lợi kiếm. Cuộc diễn tập mô phỏng tấn công mục tiêu trọng yếu trên đảo Đài Loan và khu vực xung quanh. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV ngày 9 tháng 4 đưa tin, quân đội nước này điều hàng chục máy bay cùng nhiều chiến hạm tham gia tập trận Liên hợp lợi kiếm trên eo biển Đài Loan, khu vực ngoài khơi phía Bắc, phía Nam và phía Đông hòn đảo. CCTV khẳng định đảo Đài Loan đã bị bao vây từ mọi hướng. Phát ngôn viên chiến khu miền Đông của Trung Quốc nói, đây là hoạt động theo kế hoạch và lời cảnh báo mạnh mẽ đối với hành vi thông đồng của lực lượng ly khai ủng hộ Đài Loan độc lập với thế lực bên ngoài. Theo một đoạn video công bố ngày 9 tháng 4, PLA đã triển khai hệ thống rocket phóng loạt PHR-191. Hải quân thì cử tàu khu trục Thai 052C, tàu tên lửa Thai 22 và tên lửa chống hạm trên đất liền EZ-12B. Một video thứ hai được công bố cùng ngày cho thấy nhiều chi tiết hơn về cuộc tập trận. Hàng chục máy bay chiến đấu J-16 và J-10C, máy bay chống ngầm Y-8, máy bay ném bom H-6K, tàu khu trục Thai 054A và tên lửa đạn đạo thông thường DF-15 đã được huy động. Theo truyền thông Trung Quốc, để giành hoàn toàn lợi thế trên biển và trên không, các tàu chiến và máy bay chống ngầm đã phối hợp tập trận chống tàu ngầm ở vùng biển gần đảo Đài Loan. Quân đội Trung Quốc mở đợt tập trận sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California ngày 5 tháng 4. Phái đoàn do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul dẫn đầu tới đảo Đài Loan ngày 8 tháng 4 và dự kiến gặp bà Thái. Trung Quốc phản ứng gay gắt với các hoạt động này, cáo buộc Mỹ thông đồng với các lực lượng ly khai đòi độc lập ở Đài Loan và khẳng định sẽ áp dụng những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh cho thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Cơ quan phòng vệ Đài Loan khẳng định lực lượng của hòn đảo sẽ không leo thang xung đột, không gây ra tranh chấp và phản ứng phù hợp với đợt tập trận của quân đội Trung Quốc. Theo hãng thông tấn CNA, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết vào lúc 4 giờ chiều ngày 8 tháng 4 theo giờ địa phương đã phát hiện 71 máy bay quân sự Trung Quốc gồm cả tiêm kích và oanh tạc cơ đã vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan, tiến vào vùng nhận dạng phòng không Adis, hòn đảo thiết lập. Các máy bay gồm máy bay chiến đấu Thành Đô J-10, các máy bay chiến đấu phản lực Thẩm Dương J-11 và Thẩm Dương J-16, vận tải cơ Y-20, oanh tạc cơ H-6K và trinh sát cơ KC-500. Phía Đài Loan cho biết đang tiếp tục theo dõi tình hình và sẽ duy trì tình trạng báo động cao liên tục, theo trang Focus Taiwan. Cơ quan phòng vệ của hòn đảo cũng thông báo đã tiến hành tuần tra trên không và trên biển, đồng thời triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủ theo dõi khí tải Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, vụ việc diễn ra trong lúc Bắc Kinh bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 3 ngày quanh hòn đảo. Một động thái được đưa ra chỉ sau một ngày khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trở về sau khi quá cảnh Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Liên quan đến việc 71 máy bay Trung Quốc vượt trung tuyến áp sát Đài Loan, ngày 8 tháng 4, quân đội Trung Quốc cho biết họ đã bắt đầu 3 ngày tập trận xung quanh eo biển Đài Loan. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trở về từ chuyến công du Mỹ, theo tờ South China Morning Post. Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của quân đội Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã sẵn sàng tiến hành các cuộc tuần tra và tập trận Jones Quốc xung quanh eo biển Đài Loan theo kế hoạch. Đây là động thái trả đũa của Trung Quốc sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đến Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ vào ngày 5 tháng 4. Cuộc gặp đã khiến Bắc Kinh tức giận do Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo. Tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc cho biết chính phủ Trung Quốc có khả năng mạnh mẽ để ngăn chặn bất kỳ hình thức ly khai độc lập nào của Đài Loan. Sau thông báo tập trận của Trung Quốc, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ sẽ phản ứng một cách bình tĩnh, hợp lý và không gây leo thang xung đột cũng như không gây tranh chấp với Trung Quốc. Trong khi đó, sáng ngày 7 tháng 4, cơ quan này cũng cho biết rằng trong 24 giờ trước đó, họ đã phát hiện 4 máy bay Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không Adis của Đài Loan. Trước đó, vào ngày 6 tháng 4, theo hãng tin Reuters, Trung Quốc thông báo hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với đại diện Đài Loan tại Mỹ,
bà Tiêu Mỹ Cẩm. Theo đó, bà Tiêu và gia đình sẽ không được phép nhập cảnh Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau. Ngoài ra, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đại lục cũng công bố lệnh cấm đối với các nhà đầu tư và công ty liên quan đến bà Tiêu có hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở đại lục. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng công bố các trừng phạt với Viện Houston và Thư viện Reagan của Mỹ cùng những người đứng đầu của họ. Bắc Kinh nói rằng cả hai tổ chức này đã cung cấp nền tảng và cơ sở cho các hoạt động ly khai của bà Thái Anh Văn. Theo đó, Bắc Kinh cấm các nhà lãnh đạo của hai tổ chức này nhập cảnh vào Trung Quốc, đồng thời đóng băng bất kỳ tài sản nào của họ có ở nước này. Cũng trong ngày 6 tháng 4, theo Reuters, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo phát hiện tàu sân bay Sơn Đông trong vùng biển Đài Loan, 3 tàu chiến và 1 trực thăng chống tàu ngầm của Trung Quốc đi vào vùng Adis. Các quan chức Đài Loan cho biết họ đã mong đợi một phản ứng ít nghiêm trọng hơn của Trung Quốc đối với cuộc họp giữa Đài Loan và ông McCarthy. Tuy nhiên, họ không loại trừ khả năng Trung Quốc tổ chức thêm các cuộc tập trận. Hàng loạt động thái của Trung Quốc đối với Đài Loan được đưa ra sau chuyến công du của Tổng thống Pháp Emmanuel và các đại diện cấp cao Liên minh châu Âu đến Bắc Kinh. Trong cuộc gặp mặt giữa các lãnh đạo khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhắc về căng thẳng với Đài Loan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết việc mong đợi Trung Quốc thỏa hiệp về vấn đề Đài Loan là mơ tưởng, theo thông tin chính thức của Trung Quốc về cuộc họp. Trước đó, theo hãng tin Reuters, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sẽ bắt đầu chuyến thăm các nước Trung Mỹ để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Guatemala và Belize. Bà sẽ quá cảnh tại thành phố New York, bang New York, Mỹ, trước khi tới Trung Mỹ và quá cảnh Los Angeles, bang California, Mỹ, trên đường về. Bà Thái sẽ rời Đài Bắc vào ngày 29 tháng 3 và trở về vào ngày 7 tháng 4. Theo nguồn tin của Reuters, khi ở California, bà Thái dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Mặc dù văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan từ chối xác nhận liệu có diễn ra cuộc gặp này hay không. Reuters đưa tin ngày 22 tháng 3 rằng cơ quan phòng vệ của hòn đảo đã lên kế hoạch dự phòng để đối phó mọi tình huống có thể xảy ra trong lúc bà Thái vắng mặt. Các quan chức Trung Quốc đã gửi các phản đối tới Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh về chuyến thăm của bà Thái, theo tờ The Wall Street Journal. Ngày 21 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh phản đối bất kỳ hình thức liên lạc nào giữa các quan chức Mỹ và Đài Loan, đồng thời kêu gọi Washington ngừng nâng cấp quan hệ Washington-Đài Bắc. Cùng ngày, phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kerber nói rằng không có lý do gì để Trung Quốc phản ứng thái quá về chuyến thăm của bà Thái. The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ rằng việc bà Thái quá cảnh là thông lệ bình thường, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh không sử dụng nó để gia tăng căng thẳng với hòn đảo. Trước khi căng thẳng tại eo biển Đài Loan xảy ra, bởi động thái 71 máy bay quân sự Trung Quốc vượt trung tuyến áp sát eo biển Đài Loan trong cuộc tập trận diễn ra 3 ngày. Được cho là trả đũa việc bà Thái Anh Văn có chuyến thăm Mỹ vào ngày 5 tháng 4 vừa qua. Hãng Reuters ngày 27 tháng 3 đưa tin, cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã bắt đầu chuyến thăm 12 ngày tới Trung Quốc đại lục, trở thành lãnh đạo đầu tiên của hòn đảo, kể cả đương nhiệm và mãn nhiệm, đến Trung Quốc kể từ năm 1949. Ông Mã nói rằng ông hy vọng chuyến thăm sẽ mang lại hòa bình và cải thiện quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan. Văn phòng ông Mã cho hay, cựu lãnh đạo Đài Loan đã gặp một số quan chức Trung Quốc tại sân bay Phố Đông, Thượng Hải, trong đó có Phó chủ nhiệm Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc, ông Trần Nguyên Phong. Phát biểu trước khi khởi hành sang Trung Quốc, ông Mã bày tỏ ông rất vui khi thực hiện chuyến thăm này. Trong đó, ông dự kiến sẽ gặp gỡ và trò chuyện với sinh viên cũng như viếng thăm mộ tổ tiên ở đại lục. Ông Mã Anh Cửu, lãnh đạo Đài Loan giai đoạn 2008-2016, hiện là thành viên cấp cao của Quốc dân Đảng, KMT, Đảng đối lập của hòn đảo. Vào cuối năm 2015, ông đã tổ chức một cuộc gặp mang tính bước ngoặt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Singapore, ngay trước khi bà Thái Anh Văn đắc cử lãnh đạo Đài Loan vào năm 2016. Ông Mã nói trong một tuyên bố ngắn, ngoài việc đi cúng tổ tiên, tôi còn đưa sinh viên Đài Loan sang để giao lưu, hy vọng cải thiện bầu không khí ở eo biển Đài Loan hiện tại thông qua sự nhiệt tình và tương tác của những người trẻ tuổi, để hòa bình có thể đến nhanh hơn nữa và sớm hơn nữa cho chúng tôi ở đây. Theo người đứng đầu của một tổ chức do ông Mã thành lập, cựu lãnh đạo Đài Loan không có kế hoạch gặp mặt quan chức cấp cao Trung Quốc. Tuy nhiên, ông sẽ theo ý của chủ nhà nếu họ sắp xếp một cuộc gặp mặt như vậy. Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP cầm quyền Đài Loan đã chỉ trích chuyến đi của ông Mã, nói rằng chuyến thăm Trung Quốc vào thời điểm này là không phù hợp trong bối cảnh một đồng minh lâu năm của Đài Loan là Honduras vừa tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với hòn đảo và chuyển sang thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc. Chuyến thăm của ông Mã diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan ngày càng leo thang, đặc biệt là sau chuyến thăm hòn đảo của bà Nancy Pelosi, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái.
Bên cạnh đó, chuyến thăm của ông Mã tiến hành giữa lúc bà Thái Anh Văn có chuyến công du tới các đồng minh ở Trung Mỹ là Guatemala và Belize. Trong đó, bà đã quá cảnh Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy như đã diễn ra ngày 5 tháng 4 vừa qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!